Nếu anh chị đang muốn mua một chiếc đèn năng lượng mặt trời, tuy nhiên thì mình lại chưa có kinh nghiệm, kiến thức cũng như là chưa biết cách chọn thế nào để chọn được một sản phẩm tốt, thì trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho anh chị một cái mẫu đèn sản phẩm năng lượng mặt trời chính hãng mang thương hiệu của Hoàng Long với cái công suất 100W nhưng đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu cũng như mục đích sử dụng của anh chị. Thì em khuyên anh chị nên bỏ ra khoảng 2 phút để chúng ta có thể tham khảo với cái sản phẩm này. Như anh chị có thể quan sát thì trước mặt anh chị đây là một cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời dạng đèn pha. Thì với cái mẫu đèn như thế này thì chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều các vị trí lắp đặt khác nhau, ví dụ như là sân vườn, đường đi, trang trại hoặc là dưới mái hiên nhà. Chiếc đèn này thì thiết kế bằng vật liệu là vỏ nhôm đúc nguyên khối, nên là khi mà chúng ta sử dụng ở bên ngoài trời cũng như là các điều kiện mưa nắng thì hoàn toàn có thể yên tâm cho cái khả năng chống chịu rất là tốt. Và cái tuổi thọ trung bình của chiếc đèn này nó có thể kéo dài từ 8 đến 10 năm. Và tiện đây thì em cũng sẽ lưu ý cho anh chị, chúng ta mà khi lựa chọn những cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời chất lượng tốt thì chúng ta cần phải để ý những cái điều gì. Cái thứ nhất là anh chị có thể quan sát về cái phần tấm pin này. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chọn những cái tấm pin nó to. Thì ví dụ như cái đèn pha 100W này của công ty Hoàng Long thì nó kích thước tấm pin là một chiều là 35cm, tức là chiều dạng ngang này, và chiều dài của nó lên đến 53cm anh chị ạ. Và đặc biệt là anh chị có thể quan sát cái tấm pin này thì cái khoảng trắng của nó rất là ít và đa số là nó được phủ bằng cái khoảng là màu đen này. Thì cái khoảng này nó chính là cái khoảng hấp thụ ánh nắng để chuyển hóa thành điện năng. Đấy, thì chúng ta phải chú ý là cái khoảng màu đen này nó phải lớn và nó phải khít vào tất cả cái tấm pin này thì nó mới là tấm pin tốt. Đấy, và cái tấm pin phải có kích thước lớn anh chị nhé. Cái thứ hai là chúng ta phải cần phải lưu ý là về cái phần chất liệu của đèn. Thì ví dụ như cái mẫu đèn pha 100W này mang thương hiệu Hoàng Long này thì nó được thiết kế hoàn toàn bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị ạ. Đấy, từ đằng trước ra đằng sau hoàn toàn bằng vỏ nhôm đúc. Thế thì cái việc mà đúc bằng nhôm như thế này thì có hai cái điều lợi. Cái thứ nhất là để ngoài mưa nắng thì nó sẽ rất là bền anh chị ạ, nó không bị oxy hóa. Và cái thứ hai là khi mà anh chị nhìn cái đèn nó sáng vào ban đêm, sáng suốt 12 tiếng thì cái led này nó sẽ tỏa nhiệt và khi đó thì nó sẽ truyền vào cái hệ thống nhôm này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho tuổi thọ cái chiếc led này nó sẽ bền bỉ và sẽ được lâu hơn. Và cái điều thứ ba anh chị cần phải lưu ý khi chúng ta mua đèn đó chính là cái hệ thống pin lưu trữ. Thì với cái công suất 100W này thôi nhưng mà bên công ty Hoàng Long đã trang bị cho chiếc đèn này lên đến 4 viên pin. Đấy, thì pin là loại pin lithium 32650. Đấy, thì cho tuổi thọ rất là bền, trung bình thì có thể sử dụng được 4 đến 5 năm đấy, chúng ta mới phải thay pin một lần. Và với cái số lượng pin là 4 viên thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng cho chiếc đèn này hoạt động liên tục trong vòng 12 tiếng suốt một đêm được anh chị ạ. Và đặc biệt cái hệ led ở đây thì lại là một hệ led 5730 cao cấp và có tuổi thọ rất là cao. Như thế thì em nghĩ rằng là cái sản phẩm này nó sẽ rất là chất lượng và nó sẽ rất là phù hợp với cái nhu cầu đa số của mọi người. Và khi anh chị sử dụng những sản phẩm chính hãng thì chúng ta sẽ có cái gì? Thứ nhất là chúng ta yên tâm về chất lượng sản phẩm. Cái thứ hai là chế độ bảo hành cũng như thời gian bảo hành nó rõ ràng và được chăm sóc rất là hậu mãi. Về phần giá bán của sản phẩm này thì với những cái sản phẩm tương đương trên thị trường mà có cái chất lượng được tốt như thế này thì cũng phải dao động từ khoảng 1,1 triệu đến 1,2 triệu một sản phẩm. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá và để cho anh chị có một cái sản phẩm trải nghiệm để dùng thử xem là nó có chất lượng không, thì anh chị chỉ cần bỏ ra số tiền là 850.000 là chúng ta đã sở hữu một bộ đèn pha năng lượng mặt trời với công suất là 100W mang thương hiệu của công ty Hoàng Long. Của công ty Hoàng Long với chế độ bảo hành cũng như hậu mãi lâu dài thì anh chị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng trong thời gian sau này.
Và nếu anh chị có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì hãy đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với công ty theo số điện thoại là 0865 999 515 để bên em có thể tư vấn và chăm sóc cũng như hỗ trợ anh chị đặt hàng trong thời gian sớm nhất. Và cảm ơn tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.